phong cách đỡ đòn đang từng bước quay trở lại meta một cách mạnh mẽ với hàng loạt những cái tên như Ornn, Zac và mới đây nhất là Maokai. Đây đều là những vị tướng có điểm mạnh như nhau với lượng máu và giáp khổng lồ cùng với lượng sát thương khống chế không thể xem thường, khiến cho đối phương không thể hạ gục chúng một cách nhanh chóng. Thế nhưng lớp tướng nào cũng sẽ có điểm yếu và đỡ đòn cũng không phải ngoại lệ. Cùng xem game.com tìm hiểu top 8 khắc tinh của lớp tướng đỡ đòn trong Liên Minh nhé. Darius. Đứng đầu trong bản danh sách chính là Darius, vị tướng đang được nhắc đến rất nhiều trong những ngày vừa qua cùng với Garen sau đợt bóp sát thương quái rừng lên hàng loạt vị tướng ở bản 10.4. Không bàn đến khả năng dọn quái và thăng tiến sức mạnh đáng sợ của Darius ngay lúc này, bản thân đại tướng Noxus đã là một quân bài siêu khó chịu cho tất cả mọi chất tướng, đặc biệt là lớp tướng chống chịu. Đầu tiên chính là nội tại, xuất huyết, một nội tại gây lượng lớn sát thương duy trì không kém gì một chiêu thức thông thường. Bên cạnh đó, lượng hồi phục rất đáng nể từ tàn sát giúp hắn có thể hồi máu không thua gì những quân bài đỡ đòn hạng nặng. Cuối cùng, nổi bật nhất làm nên sự đáng sợ của Darius đối với lớp tướng châu bò là chiêu E và chiêu cuối. Thông thường, E là một chiêu thức chỉ được biết đến với khả năng kéo mục tiêu về. Thế nhưng nó còn có nội tại giúp xuyên giáp kẻ địch lên tới 15% ngay từ cấp độ đầu và 35% ở cấp độ cuối cùng, vô cùng đáng sợ. Kết hợp với 5 điểm cộng dồn xuất huyết và chiêu cuối với sát thương chuẩn cực lớn, Darius có thể trở thành một cỗ máy chém đáng sợ mà bất cứ tướng đỡ đòn nào cũng phải dè chừng. Olaf. Bên cạnh máy chém Noxus, chúng ta cũng không thể bỏ qua gã tiều phu bổ củi người Freljord, Olaf. Không được đánh giá cao về mặt sát thương bằng Darius, thế nhưng Olaf là một lựa chọn phù hợp cho những người chơi ưa thích sự cò quay với khả năng hồi máu cùng đòn đánh tay vô cùng chất lượng. Olaf với nội tại cũng như W có thể dễ dàng trụ lại trong những kèo solo 1v1 với những đối thủ trâu bò khó chịu. Lượng sát thương chuẩn từ E khiến cho Olaf có thể gây được lượng sát thương lớn lên những vị tướng có lượng giáp cao. Không những thế, nếu như Darius khá tù về khoản di chuyển, khi chỉ cần bị dính khống chế là có thể đứng yên đến chết, thì Olaf lại sở hữu một chiêu cuối có thể khắc chế hoàn toàn nhược điểm này. Vừa có lượng sát thương chuẩn, tốc độ đánh, hút máu dồi dào lại có thể khiến cho tất cả khống chế của lớp tướng đỡ đòn trở nên vô tác dụng. Olaf hẳn là một quân bài vô cùng khó chịu mà không một vị tướng đỡ đòn nào muốn đối đầu. Vayne. Một xạ thủ đang cực nổi ở đường trên với trào lưu, vây bù đi muôn nơi, cũng là một trong số những khắc tinh cứng của lớp tướng đỡ đòn. Như các bạn đã biết, lớp tướng đỡ đòn đều là những vị tướng có độ cò quay tốt và càng về cuối trận thì lượng giáp và máu của chúng cũng ngày càng tăng lên theo thời gian, khiến cho những xạ thủ phải bất lực vì sát thương không thấm tháp là bao. Thế nhưng đối với Vayne lại là một câu chuyện khác. Cô nàng này là một trong số ít vị tướng xạ thủ càng cuối trận càng khỏe. Vayne tỏ ra thực sự nguy hiểm về cuối trận với lượng sát thương chuẩn tăng lên theo thời gian. Trong tay những game thủ có trình độ cao, Vayne có thể hoàn thành xuất sắc giai đoạn đi đường với gấp đôi lượng chỉ số lính so với những tướng đỡ đòn tù túng. Sự cơ động đến từ Q, nhào lộn cho phép cô ta có thể dùng cho việc né tránh hiệu ứng khống chế của đối phương và phản công trong giao tranh. Càng về cuối trận, lượng sát thương chuẩn từ nội tại, mũi tên bạc càng phát huy tác dụng. Với độ cơ động vốn có, cùng lượng sát thương chuẩn mỗi đòn đánh thứ 3, Vayne có thể báo máu bạn một cách khủng khiếp, cho dù bạn có là một con trò gát nhiều giáp và máu đến đâu đi chăng nữa.
Master Yi. Cái tên bất ngờ trong bản danh sách này chính là kiếm sư Guju, Master Yi. Thông thường người ta chỉ biết đến Yi với khả năng né khống chế vô cùng ảo diệu. Thế nhưng ít ai biết, Yi còn sở hữu một lượng sát thương chuẩn rất lớn khi bật triệu E, chiến binh sơn cước. Với những trang bị tăng tốc đánh cùng với một chút khả năng xuyên giáp, Yi có thể gây được lượng lớn sát thương chuẩn lên tướng đỡ đòn chỉ nhờ một chiêu E. Bên cạnh đấy, với tuyệt kỹ Alpha, vị tướng này có thể khiến mọi hiệu ứng khống chế cũng như chiêu thức dồn lên người trở nên đổ sông đổ biển trong giao tranh và phản lại lượng sát thương lớn. Vừa mạnh trong khoản sát thương lại còn vô cùng ảo diệu, khó đoán. Không khó hiểu tại sao Yi luôn là vị tướng được ưa thích nhất trong trò chơi đến như vậy. Camille. Từng là hot meta một thời, giờ đây Camille sau những đợt nerf đã phải rất chật vật để có thể tìm cách quay trở lại. Tuy nhiên, Camille không hẳn là đã quá yếu, cô ta vẫn có một nguồn sát thương chuẩn hết sức chất lượng đến từ chiêu quy, giao thức chuẩn xác để đối đầu với các vị tướng đỡ đòn. Nếu như chiêu cuối Darius hay E của Olaf và Yi đều có một thời gian hồi khá lâu, thì giao thức chuẩn xác của Camille lại có thời gian hồi khá ngắn. Tuy nhiên, không phải vì thời gian hồi ngắn mà lượng sát thương của cô ta ít hơn so với những vị tướng kể trên đâu nhé. Mỗi pha Q2 của Camille đều rất chất lượng, với một lượng sát thương chuẩn cực lớn có thể gây ra. Không những thế, lượng giáp đến từ nội tại mỗi một khoảng thời gian nhất định khiến cô nàng rất mạnh trong khoản trao đổi chiêu thức ở đường. Cộng thêm khả năng cơ động làm choáng đến từ E, Camille có thể dễ dàng giành lợi thế khi đi đường với tất cả các đối thủ, tất cả các lớp tướng. Thế nhưng do bị nerf khá nhiều sau khoảng thời gian xưng bá ở vị trí đi rừng, nên giờ đây cô nàng chỉ là một lựa chọn trung bình, rất dễ bị hạ gục do chất tướng luôn phải lao vào giao tranh trong khi lượng giáp không quá nhiều. Vì vậy, Camille thời điểm hiện tại chỉ có thể khắc chế lớp tướng đỡ đòn phần nào ở giai đoạn đi đường mà thôi. Trundle. Một trong những vị tướng kết hợp giữa đỡ đòn và đấu sĩ, khắc chế theo phương pháp lấy độc trị độc chính là Trundle, vị tướng đỡ đòn duy nhất có khả năng khắc chế đỡ đòn trong liên minh. Cũng sở hữu một lượng sát thương dồi dào và tốc đánh ổn, Trundle có thể tự tin so kèo với bất kỳ vị tướng nào nhờ vào sát thương từ đòn đánh tay cũng như chiêu quy. Thế nhưng điều làm nên sự khó chịu của Trundle chủ yếu là từ chiêu cuối. Với mỗi lần R của mình, một lượng máu và giáp của đối phương sẽ chuyển thẳng về cho vị tướng này, khiến hắn hưởng lợi và trở thành cỗ máy chống chịu thực sự. Với lượng giáp, máu, kháng phép bị tước đoạt, Trundle sẽ trực tiếp khiến cho sức mạnh của những đỡ đòn ngay lập tức bị ảnh hưởng. Và với những vị tướng ít sát thương như Maokai hoặc Cho'Gath lại mất đi lượng giáp, kháng phép, thì chúng sẽ trở thành những bao cát tập đấm không hơn không kém, dễ dàng bị hạ gục trong giao tranh mà thôi. Jax. Tuy có vẻ không liên quan vì không có bất cứ lượng sát thương chuẩn nào trong bộ chiêu thức giống như những vị tướng ở trên, nhưng Jax lại là một vị tướng sử dụng đòn đánh vô cùng đáng gờm. Lý do Jax xuất hiện trong bản danh sách
tới từ việc tăng sức mạnh của món trang bị, gươm của vô danh. Với 12% sát thương theo máu mục tiêu đối với các tướng cận chiến, một vị tướng sử dụng đòn đánh là nguồn sát thương chủ đạo như Jax có thể khiến đối phương bốc hơi nhanh đến cỡ nào chỉ với vài đòn đánh tay của mình. Không những thế, độ cơ động, khả năng phản đòn và làm choáng ngược, bậc thầy vũ khí có thể khiến cho đối phương phải đứng yên chịu trận, nhìn lượng máu của mình mất đi mà không thể làm gì khác. Renekton. Kể từ sau đợt nerf toàn diện nhắm vào vị tướng Irelia, nội tại phá giáp siêu bá đạo giờ đây chỉ còn lại ở hai vị tướng, Renekton và Blitzcrank. Trong khi Blitzcrank chỉ phù hợp với vị trí hỗ trợ, thì thân cá sấu nghiễm nhiên trở thành vị tướng có khả năng phá giáp khi tích đủ nộ duy nhất ở đường trên. Khả năng tay đôi mạnh, hồi máu, độ chống chịu khá ổn cùng độ cơ động ở mức tạm chấp nhận được. Renekton với khả năng cò quay phá giáp của mình có thể khiến cho những vị tướng có lượng giáp ảo lớn như Seth, Garen phải lắc đầu ngán ngẩm mỗi khi đối đầu. Không những vậy, với việc tỏ ra khá phù hợp với trang bị gươm vô danh, Renekton giờ đây có thể tự tin đứng lại cho đòn sát thương bằng đòn đánh tay không kém cạnh bất kỳ vị tướng nào, cho dù đã sử dụng hết chiêu thức đi chăng nữa. Vậy theo bạn trong liên minh, còn vị tướng nào có khả năng diệt tanh khủng nữa không? Hãy để lại bình luận của mình bên dưới nhé!